Nhanh nhanh, cố lên, qua mặt luôn. Anh cần kiếm thêm vật phẩm mới được. Phải, cậu Xanh bị đuổi kịp rồi kìa. Ồ, chưa nghĩ sao? Thôi mà ba, con bị thua mất. Ba kỳ quá. Chút xíu nữa là con thắng vòng đua này rồi, mệt ba ghê. Ăn nói cẩn thận nghe chưa, dù các con đang được nghỉ hè nhưng vẫn còn nhiều bài tập về nhà. Thôi mà ba, còn nhiều thời gian để làm bài tập trước khi năm học bắt đầu mà. Ồ không, nói như vậy là các cháu thiếu kinh nghiệm sống rồi. Thời gian rất quan trọng, cứ rong chơi thì những ngày hè qua rất nhanh, lúc đó các cháu mới làm bài tập thì cũng không kịp đâu. Đúng vậy, bây giờ vào phòng làm bài tập. Có như vậy mới đến lượt ta chơi game chứ. Không phải giáo sư đang tập trung viết chương trình mới cho Tobot hay sao? Chuyện đó không cần phải gấp Franklin à. Ta còn vô số thời gian mà. Ôi, bắt đầu chơi thôi. Nhất định phải đoạt cúp vô địch để có tiền mua trang bị mới chứ. Chút xíu nữa là em thắng rồi. Bỏ đi, giáo sư nói đúng mà. Nếu giờ chúng ta cứ ý y thì sẽ không kịp làm bài tập về nhà bắt luôn đầu. Đó. Nhìn nè, mọi người đều bàn tán về anh ấy. Có phải anh Neon là người lái xe đỏ không? Mình chắc chắn là như vậy. Giọng nói cũng rất giống. Với lại cũng ít ai có thể đánh bại ba tên Biker Boss chỉ bằng tay không như anh ta. Wow, nếu anh ấy thực sự là người lái xe đỏ thì đúng là một điều tuyệt vời. Yeah, mình không thể chờ thêm nữa. Mau lên, tới hỏi anh ấy liền đi. Khoan đã, lần trước anh ta không nói gì khi Cory đề cập đến chuyện người lái xe đỏ. Bây giờ nếu hỏi thì anh ta có chắc là sẽ thừa nhận không? Vậy phải làm bộ là không biết gì sao? Anh xin lỗi nhưng nói thật, người này không phải anh. Anh ở nhà suốt hôm qua mà. À, cảm ơn dưa hấu của mọi người nha. Dạ, không có gì đâu. Thấy chưa, mình đã nói rồi mà. Mình vẫn khẳng định anh ta chính là người lái xe đỏ. Nhưng sao anh ta lại không chịu nhận? Tụi mình không thể làm được gì nếu anh ta đã nói vậy. Chắc chắn phải có chiếc mô tô ở đâu đó. Hả? Khoan đã, hãy nhìn dấu hiệu trên găng tay này nè. Không phải là anh Neon cũng mang găng tay giống vậy hay sao? Phải, và đôi giày nữa. Đúng là anh ta. Có chắc không? Được rồi, lần này chúng ta sẽ thu thập bằng chứng trước khi đối chất với anh ấy nha. Mọi người, anh Neon đi ra ngoài rồi, hãy chuẩn bị đi. Biết rồi, chuẩn bị. Ý, năng lực cải tiến. Năng lực cải tiến. Chụp hình cho rõ vô nha. Được rồi, cứ tin tôi. Là anh Neon hả? Chào anh. Chào em. Gặp lại anh sao? Xong rồi, đi lên. Bây giờ anh ấy đang đi tới chỗ cậu. Chuẩn bị nha. Tôi xin lỗi. Xong rồi. Đội tàu sắp đến, đó là những gì tôi nghe. Thành công rồi. Z, lưới laser. Lưới laser, đó là những gì tôi nghe. Hả? Anh đi rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hãy kiểm tra dấu giày đi. Wow, ký hiệu sấm sét. Cách anh ấy giơ tay chào và dấu giày đều giống người lái xe đỏ. Anh ấy chắc chắn không thể chối cãi nữa khi nhìn thấy những tấm hình này rồi. Còn chiếc mô tô chắc chắn cũng chỉ nằm đâu đó ở trong nhà mà thôi. Được rồi, mình đi thôi. Bọn nhóc đó cứ suốt ngày tới làm phiền mình. Hả? Là chúng sao? Chào cậu Neon. Tôi vô được chứ? Không thể tin được. Tôi chưa từng thấy một người tốt bụng nào chống lưng đằng sau, sẵn sàng làm mọi thứ như vậy. Ông không thể đến lúc này, tôi sắp có khách. Thật hả? Cậu nghĩ là mình quan trọng lắm sao? Nè, tôi là người đã giới thiệu cậu với Agni. Hãy đi trước khi bọn nhóc tới đây. Không, chúng đến rồi. Nè cậu, đừng có nghĩ có chút tài rồi lên mặt. Im lặng cho tôi nhờ. Giấu ở đâu đây ta? Cái gì? Giấu tôi? Nè, cậu định làm gì tôi vậy? Ông đừng có gây tiếng động đó, biết chưa? Nè, lại là các em nữa sao? Đừng giả bộ nữa, em biết chính là anh. Ba đứa lại đi đâu mất nữa rồi, bọn chúng đi đâu được chứ? Ba xin lỗi.
Ôi. Anh không phải là người lái xe đỏ. Em đảm bảo anh là người lái xe đỏ. Nhìn đây và đây đều là một. Sao? Anh chỉ bắt chước em. Em làm vậy trước mà. Nhưng mà còn găng tay thì sao? Ký hiệu sấm sét trên găng tay và trên giày nữa. Anh còn chối nữa không? Nhìn cho kỹ nha. Anh mua tất cả trên internet đó. Còn một chuyện nữa là em biết sẽ thấy nó ở đây mà. Đây là bằng chứng cho thấy anh chính là người lái xe đỏ. Mấy cậu nhìn nè, đây đúng là chiếc xe mô tô đó. Không. Là trò chơi thôi, muốn thử không? Dạ gà. Không, vậy là tụi mình đoán sai hết rồi. Là phí hết một ngày. Thất vọng lắm, phải không hả? Nếu anh không phải là người lái xe đỏ vậy tìm anh có gì không? Wow, nhìn những chiếc máy này nè. Các em có thể ghé qua bất cứ khi nào muốn. Uống nước ngọt không? Xin lỗi anh Neon, tụi em cứ nghĩ anh là người lái xe đỏ nên cứ làm phiền anh hoài. Không sao đâu, ai mà không từng nhầm lẫn chứ. Em uống nước đi. Hả? Đây nè. Không, đừng bấm nó. Đây có phải là bộ quần áo và chiếc xe mô tô đỏ? Hết chối nha, anh chính là người lái xe đỏ. Được rồi, giờ thì các em đã biết. Phải, anh chính là người lái xe đỏ. Em biết chính là anh mà. Em biết ngay đó là anh, qua cách anh đánh bọn Biker Boss. Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng thật sự anh buộc phải làm như vậy. Đôi lúc các anh hùng phải giấu danh tính thật của họ. Ngay cả những trò chơi này cũng là một cách ngụy trang mà thôi. Em hiểu mà, tụi em không trách gì anh đâu. Tốt lắm, vậy là Neon bắt đầu lấy được lòng tin của bọn nhóc này rồi. Cậu ta giỏi hơn cái tên Diaz ngu ngốc lần nào cũng làm hỏng việc của ta. Thật là gớm ghiếc. Mà khoan, dường như chúng vẫn còn ngoài đó. Làm ơn đi giùm ta đi. Nè, tiếng gì vậy? Là báo động nguy hiểm. Thành phố đang bị tấn công. Tiếc là xe của anh lúc này vẫn chưa nạp đầy năng lượng. Anh đừng lo, cứ để tụi em. Quên nói anh biết, tụi em là chủ nhân của Tobot. Mọi người cẩn thận. Là thật sao? Cứ yên tâm nha. Hạ chúng nha Tobot. Cô Agni, bọn Tobot vừa mới. Ta biết rồi Neon. Phải nói là cậu thoát khỏi tình huống đó một cách rất khôn khéo. Đừng lo lắng, cách đây ít phút ta đã gửi Tobot vào thành phố. Nó đang trên đường tới đó. Ông ra khỏi đây ngay lập tức. Ta nói cho cậu biết, cậu nên làm diễn viên đi. Cậu đúng là thiên tài nói dối bẩm sinh. Nếu không phải nghỉ học sớm thì giờ tôi đã lên trung học phổ thông rồi. Nhưng làm kẻ lừa đảo là dễ hơn. Giờ ra khỏi đây ngay. Thôi mà, đừng có vậy chứ. Để tôi tham gia kế hoạch của cậu với. Xin lỗi, nhưng không thể. Lũ nhóc sẽ biết nó nhìn thấy ông. Vì vậy, đi ngay đi. Chính ta là người đã giới thiệu cậu cho Agni. Sao cậu dám làm vậy với ta chứ? Nếu không phải nghỉ học sớm thì bây giờ ta đã là thầy giáo rồi. Không thất bại.
ống tăng lên, sức mạnh không có. Thôi tôi đi anh bạn. Tin mới nhận, vừa mới xuất hiện một tô bốt đã tấn công vào thành phố, nhưng các tô bốt đã hạ gục được nó. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong vài giây. Cục này, chúc mừng các cậu lại chiến thắng lần nữa nha. Cảm ơn anh Neon, nhờ anh mà bọn em đến kịp lúc và hạ được bọn robot. Phải, người lái xe đỏ là số 1, lần sau đi cùng tụi em nha. Đồng ý. Mà nè, lần sau mình đổi nha, các em dùng xe của anh, còn anh chỉ huy tô bốt. Chuyện đó thì không được rồi, các tô bốt chỉ nghe lệnh tụi em chứ không nghe ai khác hết. Tụi mình có thể điều chỉnh tô cây mà. Vậy anh có muốn lấy y không? Đừng làm mọi chuyện phức tạp. Mà anh Neon, anh sống một mình trong căn nhà lớn như vậy sao? Lớn đâu mà lớn chứ. Hãy nhớ lấy một điều, ai cũng cần phải có không gian riêng tư. Đúng rồi. Vậy còn ba mẹ anh đâu? Hiện giờ ba mẹ anh Xin chào. Cậu trai trẻ, tôi là mẹ Dolly. Ủa cái con bé ngốc này, sao ra ngoài đường cả ngày? Về ngay cho mẹ. Mà khoan, có gì trên mặt con nè? Mẹ làm con mắt cỏ quá. Gặp lại anh sao nha Neon. À phải rồi. Bây giờ tôi đưa Dolly về nha. Ryan, Cory, đi lên. Các cháu cũng nên về, nếu không tiến sĩ cha sẽ lo đó. Phải, cô ấy nói đúng đó. Chúng ta nên về nhà thôi. Hả? Về nhà sao? Nên về thôi Cory, cũng trễ lắm rồi. Ba sẽ lo lắm đó. Đúng vậy, các em còn nhỏ, không nên ở lại đây khuya quá. Ngày mai gặp lại nha. Dạ, mai gặp lại anh Neon. Ừ. Chào anh nha. Chào em. Anh ngủ ngon. Các em cũng ngủ ngon. Nè, anh Neon sướng quá ha. Anh ấy sống một mình trong căn nhà lớn như vậy, còn có rất nhiều trò chơi nữa. Các con, chuẩn bị ngủ chưa? Ba ơi, con muốn có phòng ngủ riêng được không? Ừ, nhưng mà chúng ta hết phòng rồi. Vậy giáo sư Nô bộ không có nhà hay sao? Anh nói cẩn thận đi, ông ấy đang viết chương trình robot cho các con mà. Vậy khi nào thì ông ấy viết xong? Hôm nay con làm sao vậy? Có vấn đề với phòng này hay sao? Ba đừng làm vậy mà, con không phải là con nít nữa. Mẹ, ba, không được, mình có lòng kiêu hãnh của mình. Mình sẽ không từ bỏ công việc này. Nói đi. Neon, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ngày mai vào buổi tối. Được, tôi sẽ chuẩn bị. Mấy đứa nhìn đi, mấy chậu cây này héo hết trơn rồi. Giờ thì giải thích đi. Anh Neon kìa. Chào tiến sĩ. À, chào Neon. Chào các em. Sao cây lại như vậy? Vì chúng chỉ lo đi chơi thôi, không quan tâm bài tập mùa hè của trường. Không sao, tụi em có đũa gỗ không? Dạ có. Anh Neon, anh định làm gì với chúng? Cái cây cần được uốn thẳng lên và cần đưa ra ánh sáng. À, cháu từng trồng cây rồi sao? Dạ phải, chú không biết chứ cháu. Tiến sĩ cha, cháu mượn cái cờ lê được không ạ? Dĩ nhiên, đợi xíu nha. Nè anh. Cảm ơn. Nè mấy cậu, nhìn thử đi. Vào tối hôm qua, người lái xe đỏ đã bắt được 3 tên ăn cướp đang bị truy nã. Người anh hùng mới của chúng ta đã không mất quá nhiều thời gian để thu phục được chúng. Lại là anh Neon. Anh đã phát hiện được một số công việc mờ ám của Agni. Anh gần như đã ngăn chặn được cô ta, nhưng đúng lúc đó xe của anh lại hư. Sao không gọi cho tụi em? Cờ lê đây. Nhìn chút đỡ hơn rồi đó. Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Cháu về đây. Tạm biệt. Tạm biệt cháu. Gặp lại sau nha. Khoan đã, chờ em với. Nè, lại đi đâu nữa vậy? Ấn tượng thiệt á nha. Anh tự sửa xe luôn hả? Tự học thôi. Tối nay anh có một nhiệm vụ rất quan trọng. Cho tụi em đi cùng nha. Không được, không phải lần này. Ba các em sẽ không vui đâu nếu biết các em ra ngoài vào ban đêm. Đúng rồi ha. Anh Neon, là nhiệm vụ gì? Anh nghĩ là tên tay sai thân cận của Agni sẽ xuất hiện vào đêm nay. Ý anh là gã mập Neon hả? Đúng là tên mập đó, nhưng hắn không xấu xa như vẻ bề ngoài của hắn đâu. Ôi, tôi ghét thằng nhóc đó. Agni, sao không giao nhiệm vụ này cho tôi? Tôi đảm bảo là sẽ không thất bại nữa. Im lặng đi, nhiệm vụ tối này rất quan trọng. Tôi không bao giờ giao nó cho người vô dụng như ông. Xong rồi, giờ kiếm trò gì giải khuây nha. Mình chịu hết nổi rồi. Nghe nhạc chi bạn ơi, tự tao ấy cứ giật micro và không chơi hát. Đừng sao mình đi cùng nhau, không sợ đâu, kiên cường đó nha.
cũng đã muộn rồi đó. Chúng ta mau về nhà đi. Sớm vậy. Nhưng mà mình chưa hát được bài nào hết. Không sao đâu, ngày mai đến hát vẫn được mà. Chúc may mắn tối nay nha anh Neon. Ước gì mình được đi với anh ấy. Giọng cậu khàn quá rồi đó cô Ri à. Tạm biệt anh. Tạm biệt. Anh Neon. Sao em quay lại vậy? Em để quên điện thoại. Nó đây rồi. Cô Ri, em có muốn cùng anh làm nhiệm vụ tối nay không? Thiệt sao? Được hả anh? Nhưng mà anh cũng cần một robot nhanh như Tobot Y hỗ trợ. Wow, tất nhiên là được, chuyện nhỏ mà. Được, anh sẽ gọi cho em sau. Nhớ đừng kể ai biết hết nha. Không đâu. Anh Neon, em rất quý anh. Em cũng muốn thành anh hùng như anh vậy. Gặp lại anh sau nha. Cái gì? Nó dám nói ta mập quá cỡ sao? Bộ không biết là muốn giữ được hình dáng mập mạp này rất khó hay sao? Cái gì đây? Hả? Nhanh lên cô đi, em nó vào chỗ đó. Được rồi, ê, sống tàn hình. Sống tàn hình. Dừng lại. Làm tốt lắm, bây giờ thì anh Neon, cô bớt đi. Giờ đã, ngươi không quan tâm đến tính mạng của người lái xe đỏ sao? Ngoan lắm, giờ thì từ từ lùi lại. Đúng rồi, rất ngoan, làm đi. Ôi con, cô Ri. Ê, anh không sao chứ anh Neon? Mình phải làm gì đây? Tốt, cuối cùng mình đã bắt được Tobot Y. Tất cả mọi người đứng yên.